mẹ rồi, chết mẹ rồi các bạn ơi. Mình vừa săn được cây Dinbagai này cùng với cái khăn cổ nhạt màu đắn con Katakuri V1 ra. Lúc này là mình nhớ rõ lắm là mình bấm quay rồi. Ý áo nào mình quay lại mình nhìn, ố, ảo thật đấy. Chưa bấm quay. Này giờ hơn 30 phút mình ngồi farm 500 con quái trên cái đảo này cùng với cộng kèm đắn con Katakuri là mình đã mất đâu đó hơn 1 tiếng đồng hồ để mình săn hai cái món này. Thì áo nào mình nhìn lại thì mình chưa quay anh em ạ. Mẹ cay đéo chịu được luôn. Không sao cả. Bây giờ mình chịu khó farm lại 500 con và đắn lại cho các bạn xem. Cay đéo chịu được anh em ơi. Rất căn bản là mình dàn ra nguyên một ngày để mình chơi game ấy. Trong clip trước mình nói đúng không? Mình dàn ra nguyên một ngày mình chơi game xong rồi mình edit rồi mình đăng lên từng ngày cho các bạn xem sau. Cho nên là nhiều lúc mình lú ấy anh em. Quay liên tục mà cái này thì chịu thôi. Nhưng mà không sao cả, mình sẽ đền bù lại cho các bạn là mình sẽ farm lại 500 con quái trên cái hòn đảo này và đắn lại con Katakuri V1 cho các bạn xem. Lúc này thì mình đắn là có bọn thằng Nguyên đồ nó hỗ trợ và lần này mình chơi luôn là một mình cân luôn con Katakuri V1. Trong video lần trước thì mình có hứa với các bạn là mình sẽ săn hết tất cả các món vật phẩm ở cái Shiba này đúng không? Bao gồm những cái món vật phẩm mà rơi ra từ boss trừ cái con Fripinda mà sẽ rơi ra cây Mini Zoru là thứ nhất, là cái con đó thì hơi khó săn một chút cho nên là mình sẽ dàn riêng một cái clip khác. Còn một con nữa là con boss lãng tử hào hoa ấy, đạt được level 1950 thì mình mới vào đó được cho nên là mình tạm thời chưa săn cái món đó. Còn lại thì mình sẽ săn hết nha các bạn nha, những cái món vật phẩm rơi ra từ boss. Các bạn đang xem cái video clip này được tiếc gì để lại mình một cái nút like, đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký, bật nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào của mình. Này giờ farm mấy con NPC bên đảo bắn nó hơi nhàn các bạn ạ, cho nên là mình quyết định qua đây đắn một con boss. Các bạn nào xem phim thì biết con này là tên là Big Mom trên phim ấy, nhưng mà mình sẽ đặt tên con boss này là boss Hà Mân nhá. Vòng 1, vòng 2, vòng 3 của con Big Mom này đều giống chị Hà Mân cả, cho nên là mình quyết định là đặt tên con boss này là boss chị Hà Mân. Tiếp con boss chị Hà Mân này không những các bạn được ép xích thông thạo cũng như là các bạn còn rơi ra thêm một món vật phẩm mà boss chị Hà Mân này đang cầm trên tay, đó là cái kiếm body Samsung. Cái skin của con boss này đang sử dụng được này các bạn, nó trưởng ra cái luồng màu tím cùng với chém ra lửa. Tính ra là ai da, đau quá con lợn này. Mày hãy xem skill của ta đây, lốc bột. Tính ra là mình đang thích tính ra là mình đang sử dụng cây Dimba của thằng con bà này đấy anh em. Con chết cả luôn. Ui, dắt cái kiếm body luôn rồi này. Cái kiếm body mà bà ta đang sử dụng đây, 150 là mở skill Z và 300 thông thạo sẽ mở skill X. Sau đó mình sẽ qua thị trấn Phụ Nữ đắn một cô gái được gọi là Nữ Hoàng Bangkok, được mệnh danh là một trong những thất vũ hải nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì bên hải quân thì cho thất vũ hải ra chơi về dế hết rồi. Thất vũ hải đã bị săn đuổi đấy. Khi mà các bạn biết qua Hàn Quốc Nữ Hoàng bên thị trấn Phụ Nữ này thì các bạn sẽ rơi ra một cái cung mã xa vãi à, không ra rồi các bạn ơi. Tiếp đến chúng ta sẽ có một con boss bên dinh thự đảo rùa. Con boss này là đàn em của Kaido, nó tên là đội trưởng voi. Trên phim thì người ta sẽ gọi nó là rắt năm củ, rắt hạn hán lộn dập khoe mồm. Rắt hạn hán này nó có cái skill mà sử dụng cái xăm móc ném lên phía trước, nó ghim vào mình là nó hất tung mình lên, và cái skill của nó cực kỳ khó này đấy, cực kỳ khó né luôn nha anh em. Dù mình sử dụng Phật tổ bung xong rồi mình di chuyển liên tục thì nó vẫn móc chúng mình thôi. Đấy thấy không? Hẹn không né được anh em ạ. Mày không bao giờ né được cái skill đó nha, hên mới né được thôi. Cả hai kim quan sát nó móc chúng thì mất luôn, không rơi đây gì rồi. Giết nó là rơi ra cái xăm móc nó sử dụng luôn đấy. A few moments later. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng con boss nó cũng hồi sinh và bây giờ mình tiếp tục giết nó nhá. Vì trong clip này mình sẽ săn hết những cái món vật phẩm rơi ra từ boss mình nói với các bạn rồi mà. Đây rồi, rớt vật phẩm xong smoke. Nó là mẹ món vật phẩm săn nước biển à, phế vậy. Mình chú ý từ quà của hạn cấp và bóc vừa mình chọn luôn này. Nhìn tội vậy. Đây rồi, rớt luôn vật phẩm cung mãng xà. Được của nó. Boss Hà Mân cũng đã hồi sinh rồi các bạn ơi. Cho nên là mình quyết định là qua giết con boss Hà Mân để cày thông thạo cho cây đin 31. Ủa sao nó không bung dài ra nhở? Để mình bung lại phát nữa con nào. Mẹ nó bung lổi hết em ạ. Thôi khỏi bung đi, đứng ở dạng lớn chém mẹ cho nhăn. Cái Dinba 1 mình đang ở 259 thông thạo, giờ chỉ lên 300 thông thạo là mở skill X Dinba kích. Con boss Hà Mân này sắp chết rồi các bạn ơi. Nó trưởng một phát lọc khe luôn kìa. Chuẩn vậy sao hả? Mày trưởng chuẩn vậy sao?
đang còn đúng một máu. Đau. Lại rớt vật phẩm kiếm bù đi đấy. Ở cái Shiba này các bạn có thể nhận nhiệm vụ ở cái chỗ con này. Bạn đang tìm kiếm một con bé gì đó. Và bây giờ thì bạn hãy đi đến tree là hòn đóng cây để giết một con NPC. Trên bảng dịch chuyển thì nó sẽ là cây đại thụ nha các bạn nhá. Đây. Khi mà các bạn giết con NPC này, các bạn sẽ có xác suất rơi ra một cái bát hương vàng. Và cái bát hương vàng đó triệu hồi ra con boss Linda. Còn bên đây cũng có con boss trọng lực này này, mình chưa đáng quên nhỉ. À mình đi giết con boss kia trước ấy, tí mình đi săn con đó sau. Gì đấy? Sao? Con mẹ nó kẹt gốc lác rồi. Thủ Giang ơi! Con mẹ ơi! Kẹt rồi, cứu. Cục ơi, hãy cứu rơi cuộc đời của tao với. Cái hóa Phật tổ to nó cũng không chui ra được luôn nên em ơi. Sử dụng chiêu rờ cũng không ra được. Cay thế nhờ, trời ơi. À đây, biến nhỏ biến rờ mới ra được. Con NPC này thường thường nó sẽ nằm tùm lum tùm lưa hết, nhưng mà nó cũng sẽ có vị trí nhất định. Trong video lần trước mình giết con NPC này bên cái hòn đảo của nữ hoàng Bangkok, nó rơi ra áo choàng thợ săn đỏ các bạn. Lần này rơi ra áo choàng thợ săn xanh này. Học sàng ngôn với các bạn nữa, mình quay lại với cái đảo bắn để farm tiếp NPC triệu hồi boss Katakuri. Các bạn muốn biết là mình farm được bao nhiêu con thì các bạn cứ chạy thẳng vào đây. Ở trong đây nó có một cái ngôi nhà và có một con NPC đang đứng ở đây. Các bạn nói chuyện với thằng này. Chúng ta vẫn cần phải đánh bại thêm 216 đứa nữa, là có nghĩa là mình đánh gần được 300 con đấy các bạn. Tầm khoảng 2 con quái nữa thôi là mình đạt được 300 thông thạo. Ui, một con thôi là được rồi, 300 thông thạo này. Đính basket. Lại đứng chào cờ. Cái gì đấy? Chưa kịp nhìn ấy, mà chưa hiểu cho lắm. Cái đéo gì vậy? Nhìn kiểu fan fan ấy. Để test lại cái nửa coi nào. Lốc bột và đính basket. À rồi hiểu rồi. Combo của nó là anh em sẽ sử dụng skill X để kéo kẻ địch lại, và sau đó sẽ sử dụng lốc bột đẩy nó đi, kiểu nhấp nhô ấy, kéo lại xong đẩy ra. Rồi bây giờ mình sẽ farm cây kiếm Buddy. Cái kiếm được mình dặn là kiếm của chị Hà Mân. Chúng nó bảo là chúng nó đã lượm được cái bát hương vàng và chuẩn bị triệu hồi ra con Grip Insada. Wow, mình qua bú miếng xem biết đâu ra mini Zoro. Triệu hồi nó đi. Bữa mình cũng gặp con này một lần rồi đấy, nhưng mà nó khác với bữa mình đắn qua anh em ạ. Mẹ con này nó trâu quá. Cái con vừa mình nhớ là đánh chưa, chưa đến 100 máu của mình mà sao giờ nó đánh nhá, ai ạ, đánh cho mình như con thế này. Anh em đứng nhìn thế vô phụ một tay đi. Ai ạ, vô phụ đi chứ đi em, mấy thằng này nó đứng có nhìn đấy em ạ. Giết nó, nó sắp chết rồi. Rớt cái vật phẩm mủ Vakilia. Vật phẩm này thì nói chung là như cứt thế em ạ. Nó tăng đam cho kiếm. Rớt mini Zoro thì mới Này giờ mình farm thì chắc chắn rồi là mình đã đạt được hơn 500 con quái trên hòn đảo này. Và các bạn nhớ nhá, chỉ có trên hòn đảo bắn này thôi. Các bạn farm những hòn đảo khác thì nó không tính vào đâu. Mình sẽ chạy lại con NPC này. Con tên là Drip Mama. Chúng ta đã đánh bại đối thủ, bạn có muốn mở cổng dịch chuyển? Đương nhiên là có rồi. Và các bạn đi đằng sau sẽ có một cái gương siêu lô khổng to. Đâm thẳng mặt vào cái gương này thì nó sẽ đưa các bạn ra một chiều không gian ảo mới. Con boss đang đứng đây luôn này. Mình sẽ sử dụng thanh kiếm Big Mom. Thanh kiếm của mẹ thằng này luôn đấy anh em. Mình sẽ đánh nó. Mày dám đánh mẹ mày luôn hả? À? Cái thằng mất hiếu đấy. Còn mất hiếu. Thằng nghìn tử. Đau à, không chơi nha, đau à. Không biết là mình phải chết bao nhiêu lần mới giết được con này đây. Chứ cái nào là mình thấy yếu ổn đúng các bạn ạ. À? Level mình mới có level 1500 mà, cho nên là... Ôi, làm gì á, nhóc răn con này, tao đẻ ra mày đây. Tao lại đẻ ra mày. Tao lại đẻ ra mày cơ. Tao nhận được công skill chất trần lất. Đau, không chơi. Nãy giờ mình quên bật cái tộc người cá của mình lên nhờ. Cái tộc người cá của mình được Ôi chết mẹ rồi đấy, thấy màu rồi đấy. Chưa chết. Vẫn còn thở. Vừa xài xong rồi xài tiếp. Bây giờ mình sẽ đổi sang thanh kiếm Rengoku đi. Và các bạn nên nhớ là con boss này nó chỉ có thời gian xuất hiện thôi nha. Các bạn triệu hồi nó ra mà sau tầm khoảng bao nhiêu phút đó mà không giết nó sẽ biến mất đấy. Tầm khoảng 15 phút, vài phút là giết được nó rồi. Ê, ra được cái đinh ba gai với khăn cổ nhạt màu luôn đấy. Đó, ra hai món vật phẩm luôn. Đủ hải tặc năng tập kích pháo đài trên biển. Ái da, hải tặc đến các bạn ơi. Để mình thử lần thứ hai đi đánh hải tặc ở Shiba xem như thế nào nào. Đâu rồi, để tao xử nó cho. Chung cuối đây các bạn ơi, đánh con này sẽ rơi ra trái ác quỷ, xem nào. Ui, lần trước mình đánh con này lần đầu tiên là mình ra lò xo. Và lần thứ hai thì mình đánh ra trái quỷ.
Ông Phúc Anh của mình con bị lỗi như chứ. Lùng mía đúng Phật tổ nó bị lỗi tay rồi. À, chán thế nhở. Hai lần, một lần ra trái lò xo, lần thứ hai ra trái quay. Từ sau khi nãy giờ mà mình đi săn một đống con bót thì mình chợt nhận ra là ở bên cảng cũng có một con bót. Con bót này nó đang lấy đường công, nó mà tăng 150% tốc độ chạy luôn đấy, 130-150 ấy mình không nhớ cho lắm. Nói chung là đắn con này nó sẽ rơi ra cái mổ phi công ấy. Mà nãy giờ mình đi đắn mấy con kia mình quên không đắn con này. Này vẫn thì tôi cứ đắn lại đi, mong rằng là một phát ra luôn. Kéo ra. Mình quyết định rồi các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ săn luôn lưỡi hái. Cái liềm cắt cỏ, mới đúng cái liềm cắt cỏ của con boss. Mà khi mà các bạn đắn mấy con này ra xương này, đem con kia ra đùm lấy cái ngọn lửa để triệu hồi được con boss. Bán thêm một đợt nữa thì cái kiếm bú đì của mình đã đạt được mức thông thạo 300, 302 luôn rồi. Nên cho các bạn xem skill. Thực ra skill nó cũng giống với skill của Big Bomb phía bên kia thôi, không khác gì cả. Xét xung kích. Đó, nó trưởng ra cái luồng tím. Nói chung là nhanh lắm nha anh em, hơi khó né và skill lửa nó cũng có hiệu đứng đốt này. Ui 5200. Mình sẽ đi random xương nha các bạn. 172 này random được 3 phát và tối đa các bạn chỉ random được 10 phát và sau 2 tiếng thì các bạn sẽ được random lại tiếp nhá. Giống như là random trái ác quỷ ấy, 282 nguyên thật. 17000 belly, ít vậy bằng được gần 10 con NPC. Phát này ra cái gì đó đi. Mẹ ơi. Kiếm đi của mình đạt được 300 thông thạo rồi thì mình đổi sang món khác đấy, xong móc của rất hạn hán. Ui nó chém nhăn phết đây anh em ơi. Đây là vật phẩm săn và mình đoán đây sẽ là vật phẩm săn ngon nhất hiện tại rồi. Mấy món vật phẩm săn kia mình mua ở sim 1 mẹ cũng cùi bỏ mẹ. Cái này thì mình thấy ok để chém nhăn rồi. Con boss này giờ thì cuối cùng nó cũng đã sơ boy rồi, chúng ta cùng phang nó để kiếm cái mũ phi công nào. Hãy cho ta món vật phẩm của mày đi. Éo rồi. Trời ơi, mình bắt đầu chơi cái chiếm lược được gọi là out từ server này, nhảy sang server khác để có thể săn được con boss đó. Vì con boss đó là con boss mà đầu tiên đảo Shiba này thì mình nghĩ là đéo ai săn được. Là con thứ tư của mình. Ra đi, hãy ra đi. Ra đi đừng ngại ngùng. Éo ra. Các bạn ngửi thấy mùi gì không? Mùi con boss kim cương ấy. Này, các bạn thử suy nghĩ xem nó có sự tương đồng đúng không? Con boss kim cương là con boss đầu tiên ở BC2 và con boss này cũng là con boss đầu tiên ở BC3. À không lẽ nào chính là nó? Con thương à. Hôm nay mình hứa với các bạn luôn là mình phải săn cho bằng được cái món vật phẩm từ con boss này nhá. Mày hơi cay ở đấy. 6 con. 7. Ồ đây rồi. Con thứ 8 nó ra được cái lón phi công. À được chứ. Anh em có nhớ không? Con boss Big Mom với Katakuri mình đắn đúng một con là nó ra. Thế éo nào cái con cùi nhất thì mình phải đắn đến 8 con nó mới ra. Tiếp tục cuộc hành trình đi farm xương được các bạn ơi. Mình kiếm cái cục lửa xong rồi triệu hồi được con boss kiếm cái lưỡi hái. Không biết là nãy giờ mình farm được bao nhiêu xương rồi nó. Được 158 xương là được 3 lần random đấy. Thôi cứ lên random đại đi. Biết đâu bất ngờ đúng không? Hãy cho ta một cái vật phẩm gì đó đi. Bạn nhận được một đời đấy. Cái này là hỏa hồn. Cái này là dùng để nâng cú đấm melee của... Đây rồi. Final không anh em. Like đi, like cho cái video này đi. Đức bổ luôn anh em ơi. Một phát ra hỏa hồn, một phát ra luôn linh hồn bóng tối. Trời ơi, cái hỏa hồn này thì các bạn dùng thức tỉnh melee sabo lên V2. Còn cái linh hồn bóng tối ấy thì các bạn nhét vô cái đài này này. Đó là nó sẽ triệu hồi ra cái con quái để cho các bạn đắn. Mình đưa cái cục hỏa hồn này lên cho cái thằng NPC nhá. Nó nằm ở trên cái bàn răng trên đây này. Các bạn cứ nhảy lên đây là thấy. Đây, nó nằm đây. Ê, rớt. Uầy, nó chưa lót game hay gì, nhìn ngu đấy. Hai tay nó bốc lửa luôn này anh em. Nhìn được thực sự. Sừng dài này, sừng thằng này hơi dài nhá. Cảm ơn bạn đã cung cấp cho tôi tin chất lửa. Nhưng mà bạn chưa đủ tuổi. Đấy rồi, nó lót được rồi kìa. Đấy, con NPC để giúp các bạn nâng lên V2 đấy. Cú đấm của Sabo. Giờ mình sẽ chiêu hồi ra con boss để phang luôn nhá anh em. Một sinh vật bí ẩn bước vào thế giới này. Cái con boss đó thì các bạn cứ đi thẳng vào đây. Nó có cầu thang đi lên đây này. Mà các bạn nhảy đi cho nó nhanh. Chạy thẳng qua cái tòa nhà tiếp theo là các bạn sẽ thấy con boss đang cầm cái liềm cắt cỏ đứng đây. Cái vật phẩm này thì nguyên bữa giờ nó đắn hơn chục con rồi chưa ra cái lưỡi hái. Nghe có vẻ như là hơi khó săn đấy anh em ạ. Không biết là mình sẽ như thế nào đây. Mày. Ây à, cái skill gì mà nó biến thành cái vòng xoáy lửa nó. Rất lưỡi hái bằng tối rồi anh em ơi. One hit luôn, trời ơi. Tin được không, trời ơi, tin được không? One hit ra lời hai bóng tối. Ôi rồi ôi.
À, nói gì đi, nói gì đi, bạn Nguyên sẽ buồn vì cái này đây. Đáng hơn chục con nếu ra mình đang đúng một con một luôn. Đúng một con một nha các bạn nhá. Nguyên đang nhìn với ánh mắt thèm sợ thuồng kìa. Mình sẽ farm luôn 350 thông thạo để test luôn hai skill của cái lưỡi hái này. Cái lòi le này giờ mới lên được 300 thông thạo, còn phải thêm 50 thông thạo nữa. Ui, mấy con bên này bắn đau thế. Xong cái đám quái này, thông thạo của mình đã đạt được 350 new skill. Skill hằn squid. Uầy, kiểu lướt lên đằng trước mà bắt được kẻ địch là nó sẽ dầm kẻ địch xuống đất nữa đấy em. Được của nó luôn. A few moments later. Chiều không gian đã xuất hiện. Ôi, nãy giờ mình farm thông thạo cái lưỡi hái thôi mà mình farm hơn 500 con rồi. Thì đặt cắt tắt cuộc đi tiếp không anh em? Kiếm vô 4 đi. Được ép xịt bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Khăn cổ nhạt màu lên 3 level. Ui, không được thông thạo của vũ khí à. Mình đi nâng cái lưỡi hái lên 1 sao đi. Linh hồn lửa. À, giết mấy cái con ở phía bên trên chỗ mà mình farm xương ấy các bạn. Với 800 cái xương. Thôi thì cứ farm thôi, tiện mình cày luôn cái thông thạo nhá. Mình muốn cày thông thạo của cây này đến mát là 600 thông thạo. Quỷ hồn thì các bạn cứ giết mấy con ở lầu trên nhá. Farm mấy con lầu trên này nó cũng ra xương nhiều phết. Một sinh vật bí ẩn đã bước vào thế giới này. À, cái con lưỡi hái ấy mình vừa đánh được rồi. Nhưng mà chúng nó vừa triệu hồi ra, mình nên lên bú một chút ép xít không nhở? Bú chút level đi. Nguyên nó đang cay anh em ạ. Nó quyết định là phải săn cái lưỡi hái trong ngày hôm nay hay sao ấy. Mình nghiêng bia, mình vừa lên mình lấy được rồi. Nó cay anh em, cay chứ. Đang quyết tâm phục thù. Đủ 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 đủ. Nguyên xài melee à đâu? Nguyên xài kiếm. Tưởng xài melee. Mình vo bú 10% máu để kiếm ép xít nha các bạn ơi. Ây, mẹ trong trận, trời ơi mày chém tao kìa. Nó cay mình rồi anh em ơi, nó cay mình rồi. Rồi, mình gây hơn 10% rồi để cho Nguyên kết thúc nha. Được là vương miệng thắn cùng với 41 xương. Rất xương luôn là ngon. Nguyên nó lại nói là điếu ra rồi. Này giờ mình farm được hơn 800 xương rồi các bạn ơi. Chúng ta có thể nâng được cây lưỡi hái này lên 1 sao. Hey slow, hey slowly mày. Cho tao nâng cây lưỡi hái này lên 1 sao coi nào. Tăng 10% sát thương nha anh em. Tăng có 10% thôi à, hơi ít nhở. Mấy cây vũ khí kia đa số nó tăng khoảng 15, 20, 25. Cây này tăng có 15. Thương lời nhỏ với các bạn luôn là video này nãy giờ mình làm đã hơn 5 tiếng rồi. Nếu như mà tính luôn cái thời gian mà lúc đầu mình chưa quay 1 tiếng là 5 tiếng. Còn mà không tính thì là 4 tiếng. Cho nên là các bạn đã xem nhớ like cho video này đi. Đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký. Bật nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye bye.